Hello, ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chuyên đề mình đang quay ở trong khóa React nhé. Đó là cái tính năng comment. Tuy nhiên ở tính năng comment này mình có áp dụng real time. Cụ thể là mình dùng thông qua socket.io. Về phần code thì là mình có sử dụng React này, ở bên client và bên server này mình dùng Express nhé. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem qua tính năng của một chút nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà vào thì nó sẽ hiển thị ra danh sách các cái comment mới nhất như này. Trạng thái của mình là chưa đăng nhập nhé. Khi mình chưa đăng nhập thì là nó sẽ cho chúng ta chỉ xem thôi. Cũng có phân trang các thứ nhé các bạn nhé. Tuy nhiên phân trang này là tự làm chứ mình sẽ không có dùng qua thư viện. Nó cũng sẽ hỗ trợ một số những cái tính năng, ví dụ như là nó sẽ giới hạn các thứ. Mình lấy ví dụ nhé. Mình sẽ thử đổi lại cái số lượng này là một chẳng hạn. Đây thì các bạn sẽ thấy là nó cũng chia như này. Mình sẽ thử cho bạn xem nhé. Theo 4 này. Đó thì các bạn thấy là nó cũng chia. Ok, đến cuối này. Các bạn áp dụng các cái button này bình thường nhé. Mình sẽ thử tăng cái số lượng này lên thành 2 này. Thì lúc này các bạn thấy là nó sẽ không không có phân chia nữa, tức là khi chúng ta đạt đến một cái giới hạn thì nó mới tiến hành những phân chia để tránh được là cái số trang nó sẽ nhiều quá. Được chưa? Ok, để đây là 3 đi. Thế bây giờ mình đã tăng cái số lượng này lên thành 10. Ok. Đó, để đây các bạn thấy nó chia thành hai trang đúng không? Mình sẽ thử tăng cái này lên là 15 đi. Đó, chúng ta thấy chúng ta chỉ có một trang thôi. Một trang này thì các bạn có thể thiết lập để các bạn ẩn nó đi nhé, nếu mà chúng ta không không muốn. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử comment lại này. Sorry, mình sẽ thử đăng nhập nhé. Thì ở đây mình đăng nhập mình dùng qua Collect các bạn nhé. Mình hướng dẫn các bạn tích hợp Collect vào. Đây, mình đăng nhập vào tài khoản này. Thì với tài khoản các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ có thêm một quyền là quyền sửa và quyền xóa. Còn như tài khoản khác thì nó sẽ không có các bạn nhé. Cái này mình sẽ có verify cả bên backend, mình hướng dẫn các bạn verify cả bên backend nữa. Đó. Bây giờ giả sử mình muốn thêm một cái mới đi. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ mở thêm một cái tab mới nhé. Đây, mở thêm một cái tab mới như này. Ở đây mình sẽ chưa sẽ đưa vào đây như này. Mình thử thêm một cái mới vào nhé. Ví dụ như là đó, đây các bạn thấy, tức là nó bên bên này tự động nó sẽ có luôn, mình đang xử lý bằng bằng socket này, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình tự xóa nhé, mình xóa cái này đi này, bạn thấy luôn đúng không? Chỗ này mình chữa cái đoạn này chúng ta có thể cancel đi nhé. Các bạn có thể cancel đó, các bạn bấm sửa lại này. Đó đây các bạn thấy kết quả đấy. Rồi mình sẽ thử với một cái tài khoản khác nhé, đăng xuất này, đăng nhập. Đây mình thử tài khoản này đi. Đó thì các bạn thấy là những cái này phải lập tức nó ẩn hết đi nhé. Chúng ta có thể xóa. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.